Xin chào thầy cô, các bạn cùng toàn thể các anh chị sinh viên tại trường đại học ED thân mến. Mình tên là Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên khóa 3 và hiện tại mình đang học tại lớp HP tại trường đại học ED thân mến. Hôm nay mình xin phép được thuyết trình về phần bài tập của mình, đó là nghi thức giao tiếp trong kinh doanh. Thì bây giờ mình xin mời thầy cô, các bạn cùng toàn thể các anh chị sinh viên cùng lắng nghe về phần thuyết trình của mình. Thì như các bạn đã biết, nghi thức chào hỏi là một nghi thức hiện nay đang rất cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta. Thì trong kinh doanh, nghi thức chào hỏi là một nghi thức quan trọng, vô cùng quan trọng và thiết yếu, rất cần thiết cho mỗi người khi chúng ta đi làm việc. Thì trong mục lục của mình để mình thuyết trình trong ngày hôm nay thì gồm có tuyên thệ, chào hỏi, giới thiệu, bắt tay và xưng hô. Thì bây giờ mình xin phép đưa các bạn vào phần đầu tiên, đó là phần tuyên thệ. Thì như các bạn cũng đã biết, ở trong các buổi lễ ra mắt hoặc là một lễ nhậm chức hoặc là một cuộc hội đàm nào đó thì chúng ta luôn luôn có những lời tuyên thệ sau mỗi buổi lễ. Thì ở đây lời tuyên thệ của chúng ta là như thế nào và cách tuyên thệ của chúng ta nó sẽ ra như làm sao. Thì bây giờ chính mình sẽ là người thuật lại những lời chào cũng như là lời tuyên thệ để mọi người cùng hiểu rõ hơn về phần tuyên thệ. Thì đầu tiên chúng ta phải đứng thẳng, lưng chúng ta phải thẳng và chúng ta phải nhìn xuống dưới chân của chúng ta, nhìn đo làm sao để chân rộng ngang vai và chân hình chữ V. Và tiếp theo, khi chúng ta đọc xong diễn văn hoặc là một bài thuyết trình và lời cuối cùng đó là lời tuyên thệ sau khi kết thúc buổi lễ, thì đây chúng tôi sẽ làm như thế này. Đây là thẳng lưng, chân hình chữ V nghiêm rồi, và sau đó chúng ta đặt tay phải của chúng ta lên ngực của chúng ta và đưa tay trái lên như thế này. Đây đây, các bạn có thấy không? Rồi các lòng bàn tay khép lại, khuỷu tay vuông góc và tay phải đặt lên ngực, và chúng ta đọc lời tuyên thệ của chúng ta là tôi xin nghiêm túc chấp hành hoặc là tôi sẽ trung thực trong công việc, vân vân và vân vân. Và đó đó là lời tuyên thệ. Các bạn phải nhớ đứng thẳng lưng và đặt tay lên ngực cũng như là để cái tay tuyên thệ như thế này. Hoặc là chúng ta cũng có thể không cần phải dùng tay tay giơ lên, chúng ta cũng có thể chỉ đặt tay lên ngực. Thì đó là phần tuyên thệ mà mình cần giải đáp. Và tiếp theo là đến phần chào hỏi. Thì như các bạn đã biết, chào hỏi là một lời nói đầu tiên mà dành cho hai người chưa biết nhau hoặc là hai người đã biết nhau trước rồi nhưng muốn đem lại sự kính mến cũng như là tin tưởng nhau, thì việc chào hỏi là việc mà chúng ta cần phải nói trước khi mà hai người gặp mặt nhau. Thì chào hỏi khi chúng ta từ nhỏ từ bé, khi bố mẹ chúng ta dạy thì bố mẹ chúng ta đã dạy cho chúng ta cách khi gặp người lớn phải chào hỏi như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ thuật lại cách chào hỏi khi mình còn bé. Thì là đó là khi gặp người lớn mình phải có những lời chào hỏi lễ phép cũng như là ngoan ngoãn, như là khoanh tay, con chào cô, con chào chú, con chào bác. Hoặc là đi học cũng vậy, chúng ta phải chào thầy cô như thế này. Thì đó là phần chào hỏi của lúc mà chúng ta còn đi học trên ghế nhà trường. Còn khi mà chúng ta đi làm, hoặc là đây mình sẽ lấy dụ một ví dụ ở đại học ED của mình, khi mình mới vào học thì mình được thầy và các cô truyền đạt lại. Đó là khi đi gặp đối tác hoặc là gặp các thầy cô hoặc là trước mặt các bạn, khi mà chúng ta chuẩn bị bắt đầu một buổi lễ thì chúng ta phải đứng thẳng lưng và chân của chúng ta vẫn là hình chữ V, và khi đó tay phải của chúng ta đây, tay phải đây khép vào nhau, đặt tay lên trái tim của chúng ta, sau đó chúng ta hơi cúi người để bày tỏ cái lời chào hỏi của mình, kiểu như là bày tỏ sự kính trọng của mình đối với lại người khác. Thì đó là phần chào hỏi của trường đại học riêng, phần chào hỏi riêng của trường đại học ED của chúng ta. Còn về phần mà chúng ta về phần các nước khác thì có nước họ như là một số nước thì có thể chào hỏi như thế này, hoặc là một số nước có thể
có nhiều loại dò hỏi khác nhau. Hoặc trong quân đội thì khi mà chúng ta bước vào quân đội gặp sếp hoặc là gặp những người làm trong quân đội thì chúng ta cũng phải nghiêm. Nhưng mà cái việc mà chào hỏi thì lúc nào hai chân chúng ta cũng phải đứng thẳng và lưng chúng ta thẳng và chân thành chữ V. Thì trong quân đội là nghiêm như thế này, ngực phồng ra, sau đó chúng ta đặt tay lên trên trán của chúng ta và chúng ta chào. Thì đấy là cũng là một cách chào hỏi. Thì mỗi nơi cũng như là mỗi quốc gia cũng như là trong công việc thì ai cũng có một cách chào hỏi khác nhau. Thì chúng ta cũng biết rằng chào hỏi là dùng để sự coi trọng, tôn trọng người khác. Mình dành tôn trọng cho người khác thì người khác cũng sẽ dành tôn trọng cho mình. Thì phần chào hỏi cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và tiếp theo đó là tới phần giới thiệu. Thì mỗi con người chúng ta, cái tên, cái tuổi hoặc là danh tính của chúng ta nó đi theo chúng ta suốt cả đời. Vì thế khi mà chúng ta giới thiệu về bản thân, chúng ta cần phải nói to, nói rõ, dõng dạc mình tên là gì. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Huy Hoàng. Hiện nay mình là sinh viên khóa 3 và mình đang học tập tại trường đại học EDX doanh nghiệp của Việt Nam. Và mình năm nay 21 tuổi và cuối cùng thì mình sẽ gửi lời cảm ơn đến những người mà đã lắng nghe lời chào của mình, lời giới thiệu của mình, lắng nghe lời giới thiệu của mình để họ biết mình là ai và mình có sức hút như thế nào, thì những người ngồi ở dưới họ mới lắng nghe được những gì mình nói. Thì đó, thì như các bạn cũng biết thì mình phải giới thiệu to, rõ ràng cũng như dõng dạc như vậy thì mọi người ở dưới mới biết mình bạn này là ai, bạn này là như thế nào mà bạn này đã đứng lên khán đài để giới thiệu về bản thân. Thật sự là một người rất là muốn được nhiều người tìm hiểu, một người kiểu như hơi bí ẩn á. Thì thế, thì đó, chứ không phải là chúng ta lên chúng ta giới thiệu một cách qua la phần mình tên, mình ở tên thế này, mình ở đâu, mình bao nhiêu tuổi, mình nói sơ sài thì đấy, ở dưới mọi người sẽ cảm thấy bạn này không có sự tôn trọng cũng như không có sự chuẩn bị trước, không có gì hay ho để mình phải tìm hiểu. Và thế là cứ ngồi dưới kêu là bạn này người vô danh mà mình đâu có biết bạn này là ai đâu, nên là cần gì mình phải lắng nghe. Thì thế đó, các bạn có thấy cái phần giới thiệu nó cũng rất quan trọng với chúng ta. Thì khi mà thì cái phần mà mình giới thiệu mình nói về phần giới thiệu đã xong, thì bây giờ mình xin phép được qua tới phần bắt tay. Thì theo như ba cái nội dung mình vừa nêu ở trên thì phần bắt tay này là một phần có lẽ là cái phần mà mình cảm thấy thích nhất cũng như là nó cũng quan trọng với mình nhất, vì cái việc bắt tay là thể hiện cái tình hữu nghị đoàn kết của mình với người ta, với người khác, và sự đoàn kết của người khác, hữu nghị của người khác dành cho mình. Thì khi bắt tay chúng ta phải như thế nào? Thì như cô đã hướng dẫn thì mình phải bắt tay như thế này này, để mình hướng dẫn lại cho nha. Thì đầu tiên mình đi từ xa tới, mình đừng có ào tới, ùa tới để cái là bắt tay xin chào này kia. Mình phải thật sự bình tĩnh và rất là phải bình tĩnh. Chúng ta phải đi từ từ phong thái của chúng ta, sau đó chúng ta gặp người ta và chúng ta nở một nụ cười, và khi đó chúng ta đưa tay ra thì tay chúng ta phải đưa thẳng ra như thế này, các đầu ngón tay khép lại với nhau, hơi gấp khúc chỗ này lại, không cần phải nặng quá. Hôm bữa mình giải thích thì nó có hơi sai, và khi mình xem lại thì mình không nên thẳng quá. Thì đây mình sẽ phân tích thêm năm ngón tay mà đang chạm vào nhau theo ý mình hiểu. Thì năm ngón tay đang chạm vào nhau thể hiện tình đoàn kết và tình hữu nghị gắn liền, gắn sát với nhau. Thì đó, khi mình đưa ra bắt tay, mình sẽ đưa ra bắt tay với người ta và một cách khuôn mặt niệm đỏ, dùng ánh mắt cười và cái miệng mình cũng phải niềm nở với người ta. Thì đó, mình đưa tay ra mình bắt như thế này. Thì khoảng cách của hai người với nhau là tầm 70-100 cm. Và khi bắt tay, chúng ta đừng nên bắt quá nhanh, cũng đừng nên bắt quá lâu. Chúng ta bắt làm sao để cái cặp, để chính bản thân chúng ta canh thời gian vừa đủ. Khi bắt tay thì chúng ta cũng phải đứng lại, hơi nghiêng người xuống một xíu để chúng ta bắt tay với họ.
và chúng ta đừng kéo họ, hoặc là đừng có đẩy họ về phía bên này, hoặc là đẩy họ sang ngang, sang phải, hoặc là kéo xuống dưới. Vì thế là chúng ta không tôn trọng họ và kiểu như là thể hiện cái tính không thích, tinh thần không thích bắt tay và hợp tác với họ. Thì đó là việc mình bắt tay. Còn khi mà chúng ta tay chúng ta đang giấy bẩn hoặc là đang bị dính một cái gì đó, chúng ta phải tìm cách để giải thích, trình bày với họ, để nói một cách dễ hiểu, dễ nghe, và làm sao truyền cảm cho họ rằng tay mình đang bị bẩn, hoặc là tay mình chảy mồ hôi, hoặc là tay mình bị dính một cái gì đó và mình không thể bắt tay ngay lúc này. Và khi đợi mình rửa tay hoặc mình làm xong sạch sẽ cái tay của mình thì mình sẽ mời người ta bắt tay lại, chứ không kiểu như là thấy ai tới cái mình xoa xoa tay vào áo, xoa tơ tay vào quần, rồi mình làm đủ thứ kiểu chỉ để đừng bắt tay. Thì bắt tay mình đã nói nó quan trọng, nhưng mà các bạn phải sử dụng nó như thế nào để nó hợp lý, chứ không phải là cứ lại nhuộm môi bắt tay là có thể hợp tác, cũng như là nhuộm bắt tay để nịnh nọt người khác bởi vì người ta không thích. Đấy, không phải là mình làm như vậy hoặc là những cái động tác kỳ cục như vậy khiến mọi người không thích. Không phải là mọi người không thấy, mà ví dụ như là bất chợt thôi, bất chợt tự nhiên mình đang làm mà người ta thấy mình làm như vậy, thì đó có phải là mình đen không? Rõ ràng là mình hơi bị đen luôn đó, mình bị người ta phát hiện rồi sao, thế là người ta bảo từ bạn này không tôn trọng mình, mặc dù người ta đồng ý bắt tay bạn, nhưng mà đồng ý lúc đó vừa mặt nhưng mà không bằng mặt, nhưng mà không bằng lòng. Thì đó, trong lòng họ lại có suy nghĩ về chúng ta là người như thế nào, không tôn trọng người ta, thì về sau người ta sẽ càng dần dần xa lánh cũng như là tránh xa chúng ta hơn. Thì thế, việc bắt tay mình muốn nói giải quyết ở đây là chúng ta phải biết cách bắt tay như thế nào và dùng bắt tay, vì dùng bắt tay và dùng cái bắt tay của chúng ta để có thể gắn kết và hữu nghị với người ta hơn. Vì thế cái bắt tay nó cũng quan trọng với tất cả mọi người. Thì đó là phần thì những nội dung mình vừa nói trên, đó là tuyên thệ này, giới thiệu nè, tuyên thệ nè, chào hỏi nè, giới thiệu nè, rồi bị và bắt tay nè. Thì bây giờ cuối cùng mình sẽ đưa tới các bạn tới phần xưng hô, và phần này là cái phần mà gốc của con người chúng ta, để khi mà chúng ta thời vì nó mình gọi gốc ở đây là vì khi chúng ta xưng hô, là cái việc xưng hô là nó được hình thành từ lúc bé. Thì như các bạn đã biết, thì mình cũng quay lại một xíu về thời lúc mà mình còn nhỏ thôi. Thì xưng hô, thì khi lúc mình sinh ra, mình là một đứa trẻ, mình đâu có biết gì đâu. Thì xưng hô, bố mẹ là người đầu tiên dạy cho mình, mình phải xưng hô như thế nào để cho người lớn cảm thấy mình là một đứa trẻ ngoan nè, đứa trẻ có ý tứ nè, hoặc là một đứa trẻ biết hiểu chuyện nè. Thì đó, thì xưng hô ban đầu thì mình nhỏ mình hay sử dụng từ con chào bố, con chào mẹ, con chào cô, con chào chú, con chào bác. Thì đấy, thì là lúc mình hình thành từ lúc trẻ. Khi đi học mẫu giáo thì kiểu như mình vẫn còn nhỏ nên là mình cứ gặp thầy cô thì mình vẫn con chào cô, con chào chú. Thì đấy là lúc mà mình xưng hô, và lúc mà mình xưng hô khi mình còn nhỏ thôi. Khi mình đã lớn hơn một tí rồi, tầm khi là mình học lớp 3 trở đi, thì đó, bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Mình sẽ dần dần cảm thấy là xưng hô con nó cảm thấy nó không được hay, thì mình sẽ đổi thành em, tại vì thầy cô với em thì nó nghe nó hay hơn là thầy cô với con. Thì đó, thì mình có thể sử dụng em, vì khi mà mình sử dụng từ em á thì thầy cô sẽ cảm thấy là nó cũng gần gũi với như là anh chị em với nhau. Thì mấy người lớn hơn thì người ta cảm thấy là cứ gọi người ta theo cái phong cách trẻ thì người ta rất là thích. Thì thế việc mà chúng ta gọi thầy cô và chúng ta xưng bằng em ấy thì nó cũng rất là hay. Và lúc đó thì thầy cô cảm thấy là thế là mình cảm thấy gần gũi hơn. Khi mình đi dạy mình lại có thêm một em học trò, em học sinh ngoan ngoãn, hiền lành và hiếu thảo với bố mẹ. Thì đó là phần xưng hô của khi chúng ta còn nhỏ. Khi đi học rồi, khi đi làm thì chúng ta có gặp những vị sếp này, những người có địa vị cao này, thì đó, chúng ta phải đổi cách xưng hô. Thì việc em khi mà chúng ta sử dụng lúc ta còn đi học ấy, nó rất là có ích để giúp cho làm tiền đề cho chúng ta sau này để chúng ta đi làm doanh nghiệp, nó dùng áp dụng mà nó mà không bị
không bị lạm dụng cái việc mà sử dụng từ con quá nhiều, vì mình sử dụng từ em nó hình thành một thói quen rồi. Thì khi gặp đi làm mình gặp sếp thì sếp thì tuy lớn tuổi hoặc là sếp nữ, mình là nam thì mình cứ phân tích về sếp nữ, thì sếp nữ cũng thế, con gái mà họ thích trẻ, người phụ nữ nào mà chẳng thích trẻ, ai cứ gọi là họ là chị thì họ thích lắm, bởi vì họ gọi bằng chị á, nó cảm giác như là trẻ đi được hai tới tận 20 tuổi hoặc là trẻ đi hơn rất rất nhiều. Còn mà chúng ta gọi bằng cô ấy, thì lúc đó sai, chúng ta sai, chúng ta sẽ bị phỏng vấn rớt. Thế bởi vì khi mà chúng ta thì ngay bản thân chúng ta đi, chúng ta được gọi, người ta gọi một cách trẻ trẻ chung mình cảm thấy sướng lắm chứ bộ. Thì thế nên là khi đi làm gặp những người như vậy, địa vị cao hơn mình, thì mình phải cũng phải tìm một cách xưng hô để làm sao cho họ cảm nhận được rằng mình tôn trọng họ, và mình lúc nào cũng nghĩ là họ là người đàn anh đàn chị của mình, chứ không phải là nghĩ họ già và dùng những từ xưng hô không hay. Mà tuyệt đối nha, thêm một cái, tuy là nickname là kiểu như là biệt danh ấy, biệt danh nhé, không phải nickname giống như biệt danh nhé. Thì đấy đấy, khi vào công ty chúng ta ra ngoài, khi ra ngoài có thể gọi bằng biệt danh được, nhưng khi vào công ty chúng ta đừng nên gọi bằng biệt danh. Bởi vì sao? Bởi vì biệt danh chỉ dùng để dùng ở bên ngoài, còn trong công ty, trong lúc làm việc nó phải thực sự nghiêm túc và nó có một hệ thống kiểu như là nó đàng hoàng ấy, chứ không phải là nơi để chúng ta muốn giỡn gì giỡn, muốn đùa thì đùa. Thì thế khi đi làm chúng ta phải gọi bằng tên của nhau, gọi một cách thân thiện, hoặc cũng đừng lấy tên của bạn mình ra chế giễu, hoặc là gọi một cách kiểu như là giễu cợt người khác. Vì khi mà mình đi làm mình phải nghiêm túc thì mới thấy được cái sự nỗ lực cũng như là sự chu đáo của bản thân mình trong công việc. Còn khi mà mình đùa giỡn, mình giỡn cợt như vậy á, thì mọi người xung quanh cảm thấy mình là một người nhố nhăng, không đàng hoàng, không nghiêm túc trong công việc. Thì thế khi mà không gọi bằng biệt danh như vậy cũng giúp với đồng nghiệp của mình là họ sẽ đỡ bị mất mặt hơn. Vì biệt danh thì toàn là biệt danh cute hoặc là biệt danh hồi lúc nhỏ, thì bố mẹ mình thương mình thì muốn gọi mình như vậy thôi, chứ lớn lên thì mình muốn hạn chế đi, vì lớn lên mình mọi người lớn lên dần dần càng trưởng thành hơn mà. Thì thế là những gì mà mình vừa nói về việc xưng hô, thì theo như mục lục và nội dung mà mình muốn truyền tải tới mọi người thì tuyên thệ, chào hỏi, giới thiệu, bắt tay và xưng hô, thì đó là năm nội dung mà mình được học và mình tích lũy được những gì mà mình hiểu, và cũng như là khi lúc học mình áp dụng được sự truyền đạt của cô. Thì sau khi kết thúc cái buổi thuyết trình này, mình xin rất đầu tiên thì mình cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe, và sau thì mình mong muốn được thầy cô và các bạn có thêm ý kiến cũng như nhận xét thêm về bài thuyết trình của mình, để bài thuyết trình của mình càng ngày càng hay hơn và càng ngày mình càng phát triển hơn. Thì xin phép kết thúc phần thuyết trình ở đây. Mình cảm ơn các bạn, thầy cô và các anh chị đã lắng nghe.